Neymar chọn ra đội hình trong mơ, bất ngờ với Ronaldo và Messi. Mới đây, Neymar đã lựa chọn ra đội hình yêu thích nhất của anh khiến nhiều người bất ngờ. Chia sẻ về Cristiano Ronaldo, Neymar từng nói anh ấy là một con quái vật, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong bóng đá. Tuy nhiên, siêu sao người Brazil vẫn đánh giá CR7 không cao bằng người đồng hương Ronaldo Nazario. Trong một video mới đây, tiền đạo của Al Hilal đã nêu tên 7 cầu thủ trong mơ của anh. Theo đó, Neymar đã chọn Julio Cesar làm thủ môn. Hai người từng là đồng đội ở đội tuyển quốc gia cho đến năm 2014. Ở hàng phòng ngự, Neymar đã chọn Gerard Pique và đồng hương Thiago Silva. Anh là bạn tốt của bộ đôi này và thậm chí còn tham gia Kings League của Pique gần đây. Về phần Thiago Silva, anh là một trong hai cựu sao PSG duy nhất được Neymar lựa chọn, vượt lên trên những cái tên như Kylian Mbappe và Angel Di Maria. Ở hàng tiền vệ, huyền thoại Andres Iniesta có sự góp mặt cùng Ronaldinho. Đây sẽ là một lựa chọn đầy thách thức đối với cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của Brazil vì anh phải loại bỏ những huyền thoại khác như Kaká và Xavi. Tuy nhiên, những lựa chọn này chắc chắn không quá khó khăn như trên hàng tấn công. Hai tiền đạo được lựa chọn là Lionel Messi và Ronaldo Nazario. Đáng chú ý, Neymar đã chơi cùng Ronaldo béo trong trận đấu cuối cùng của anh cho đội tuyển Brazil gặp Romania. Tuy nhiên, vấn đề nhức nhối trong danh sách này là sự vắng mặt của CR7. Thoạt nhìn, có vẻ như cầu thủ 32 tuổi này đã chọn những cầu thủ mà anh từng chơi cùng. Trở lại năm 2022, Neymar được giao nhiệm vụ chọn đội hình trong mơ của mình. Trong trường hợp đó, cựu ngôi sao Barcelona đã nêu tên 5 cầu thủ Real Madrid. Điều đáng chú ý là Cristiano Ronaldo thậm chí còn không lọt vào danh sách này. Những ngôi sao của Los Blancos được chọn là Sergio Ramos, Marcelo, Kaká, Robinho và Vinicius Jr. Điều thú vị là không có sự đề cập nào đến Ronaldo Nazario, Julio Cesar hay Andres Iniesta vào thời điểm đó. Dù sao đi nữa, sự vắng mặt của Cristiano Ronaldo trong cả hai trường hợp thực sự là điều khó hiểu.